đi đường đi nào nhiều. Đó gì hả? Làm nhiều thì ai không có trả lời còn nhiều. Tập thì gửi về Ukraine đây kìa. Trời ghê không? Dữ dằn không? Có gì đâu, chợp đâu. Đâu? Ở Ukraine hả? Chợ máy không? Chập máy hả? Máy đó thì của Hàn Quốc.